Spring viewing this way. Cái này tôi để nãy cái bảng này tôi thu con xoài hả? Round trip hả? Tụi nó đâu giờ được đi gì em? Đi mấy cụ lão cẩm núi chụp núi này kia thôi, nhưng mà nên tuyết là phải dễ. Cái này chắc không xứng đâu đâu. Hay quá. Trời nhìn sao có ấy được. Hot spring resource right here.
ăn đi. Hay quá chứ này, hay quá. Biết gì nữa. Hay quá chứ. Hay quá. Còn như 3 ngày ở đây rồi còn gì nữa. Giờ mấy người đã đi rồi. Đi hết. Bắt đầu đi. Công nhận hay thật chứ hả? Tự đúng như là tự tự như đường Di Linh hả? Một cái thành phố cái nước đùng đùng. Mai mốt mình có đi cruise. Mẹ leo lên nó là chụp cho mẹ tắm. Ồ, ghê lắm. Giống như con khủng long bay luôn. Thời tiền sử đó. Ồ, nước này nóng nha. Cái này nóng nè, nước nóng nè. Most of the river, the creek, the top part is frozen. It's beautiful, but too cold. I think it's right minus zero, right? Yeah, 27F right now, and it's around 2 p.m. Đường đang gió giờ, nếu không có nghe nhanh nhanh họ thắng cái là trời rồi. The sun want to come out, but the cloud won't allow him to. Ở đây nó tính là mau nha, nó tính cái cây số mau. Beautiful. Last off. Deep February from Natcher Pass. Thank you.
Cody folks out in Salathea River really good here, and I want to share with you an epic experience I just had last night. March 16th, 2013, and we're on the peak of the solar cycle, and a huge CME, coronal mass ejection, had been kicked off from the sun, and that energy hit us. Sparked some of the best auroras I've seen in the year, at least. Perhaps that once in a decade show, because they were turning red. And I'm talking about the real kind of red. The kind that you can see with your human eye. This was the real deal. Down in the record books as one of the biggest auroral displays of the year. North America got very lucky, especially here in Alaska, where we have clear skies. The auroras have a real distinct pattern depending on what time of night it is. Early on in the evening, you get the frontal edge of them found called the western traveling surge. Around 4 a.m., we got a super active breakup, a geomagnetic substorm, and then they went into what's called the pulsating stage, where they were just flickering at just periodicity of less than a second per flicker, maybe every 1 second, just woof. Very tricky and challenging to film, but I have some motion of that showing here. Then, around dawn, what I always wait for, one of the hardest parts to catch is the sunrise aurora, where they start to turn colors right at the break of dawn. And you've got a twilight blue sky, and it was just phenomenal. Another surge came in, this time from the west, traveling east.
Valley National Park, 6 p.m. breaking camp at North. Zombie roars last night. Hope to see him again tonight. Looking for a co-pilot. That would be you. Yep. Shower day, what do you think? Ah, snow shower. Good for another week. Climbed about 5,000 feet in Atkin Pass, and I have found the trick to not getting camper fever while out for more of a beat is to have fun. And right now, I am feeling the need for speed. A little back sledding. Oh, oh yeah. Oh. Oh yeah. No. Thank you.
thấy không? Khách sạn này hay lắm. Mọi người phải thấy đó là nó nói lại không? Không, không có hỏi. Để hỏi nữa. Mang theo cái một cái nữa. Nó cho mình ăn ice cream free ngoài chứ. Với lại cookie. Ăn no phải đi vòng vòng. Ăn vô đi. It is 5 o'clock and time to rock. Are you ready to go back to society with me? 5 a.m. huh? Trong này nó có cái wifi. Dog days. Yeah, it's pretty funny. Con chó lại này là Husky. Con mắt nó lạ mà. Con ấy có phải là nó ra đây không mẹ? Không biết anh. Mong muốn ra ba con gì ba con. Bạn ngồi trong này đẹp thôi chứ. Ở ngoài đó nó có cái hơi nóng cũng ấm lắm. Ngoài trước này hả? Ừ. Để nó ngồi coi thử. Sao nó còn cái phòng nào để coi là phòng này à?
Đẹp hơn hôm trước mình đi. Cái đường này đẹp hơn nhiều. Ôi, cái con đường này đẹp quá. Vừa có suối mà vừa có ít, quá đẹp luôn. Hôm trước anh đi cái chỗ mà cái Lincoln Park đó, chỗ đó dở. Đẹp quá trời trên cái đồi kia. Ui chào ơi đẹp. Đáng tiền. Quá đẹp. Đúng là thu vàng. Người đẹp quá trời luôn à. Wow. Bên kia nữa cả. Ôi trời nó đẹp. Đẹp hơn con đường hôm nọ mình đi nhiều. Hôm nọ mình mới tới mình thấy mê. Giờ nó quá chừng đẹp luôn. Oh man, đẹp quá trời luôn à. Đẹp thiệt tình chứ. Đường này mà vừa quay như vậy. Nó đẹp gì đẹp quá. Hay là nếu ấy đưa mẹ làm cho mẹ quay như vừa thế này. Cái màu nó trung thực hơn là cái phone của anh. Cái phone của anh cái màu nó cho ra kỳ á. Hay là tại vì mình không có set nó. Thank you.
cũng còn đẹp, tại vì những cái cây, có nhiều cây nó chưa vàng hết đâu. Bây giờ nó nở ra đó, tại nãy đổ sợ đổ nhiều quá nên nó bây giờ nó nở ra, lát nó bỏ thêm đâu sao đâu. Cái này nó ở dưới thung lũng mà, cái thành phố này nè, Snow Community, bắt đầu bên kia là giám biển đó. Thực ra lá nho nó cũng vàng đó mà. Cái con gì nó đi đó. Muốn thu cái chữ Snoqualmie.
thu Seattle. Mùa thu trên đỉnh Rainier. Cái hàng cây nó đẹp. Ôi trời. Quá đẹp, quá trời luôn. Traffic circle, take the third exit and stay on Railroad Avenue. Exit the traffic circle onto Railroad Avenue, then turn left. Turn left, then you'll arrive at your destination. Free parking bên tay này nè, bác này. Ở đây phải pê, parking chỗ này phải pê qua, bên đây thì không phải pê. Nó để thấy cái bảng rồi, em thấy cái bảng rồi, mà muốn pê thì vô đây. Quá đi con quá quá cái đi xuống lên đi nổi cái nón ấy rồi.
này thì đẹp nè. Dưới cái thung lũng thời giờ chứ phải đi cái linh tinh phạt dở quá không anh trước kìa đi lần trước nữa hả đi, không có mùa đó thì chưa có lá vàng nhưng mà cứ phó thì phó phó tại không biết thôi cái vùng bend á BEND của Oregon á hạt nó cũng nhiều phó lắm ở lots of different phó. Bữa nào mình phải đi trở lại nữa. Chỗ ở đây chắc đâu có thấy Northern Lights hả? Giữa tới tháng 11 vẫn còn lá nhiều chưa đâu, nhưng mà còn chưa đâu, còn tới bây giờ là cuối tháng rồi. Tháng 11 vẫn còn. Để em về em nói con Tiffany nó đi. Ôi đẹp chưa? Ôi đẹp chưa? Con Florence. Nhưng mà chưa có lá vàng. Nó đi hồi mùa hè mà. Đi đâu? Đi đây, đi đây nè, Seattle nó có nó, em không biết nữa. Nó ở nhà người bà con nó mà. Từ vì chồng nó xuất phát từ đây mà. Chồng nó ngày xưa ở Seattle. Biết đi ski rồi. In a quarter mile, turn left onto North Bend Way, West North Bend Way.
Southeast. Take the next right onto 468th Avenue Southeast. Southeast for 3/4 of a mile.
giống cái hồ giống như cái hồ trước mình em với anh coi ngồi chỗ này ta, đúng không ta? Chỗ này là gọi là gì đó, Washington gì đó, Washington Park. Chắc chỗ này quá. Hôm trước mình xuống là một khúc thôi, một khúc của cái dòng sông này, cái lake này.